Xin chào các bạn khán giả của Takagawai. Các bạn thân mến, trời sinh voi thì trời sinh cỏ, nhưng còn riêng cái tên thì lại do con người tự đặt ra. Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao con vật này, món đồ kia hay là địa danh này lại có tên gọi như vậy hay chưa? Hay ngay như cái tên của chính các bạn cũng phải hỏi lên hỏi xuống thì bố mẹ mới biết đích xác lý do vì sao mà nó được ra đời, phải không nào? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Taka tìm hiểu về tên của một địa danh mà đã là người Việt Nam thì ai cũng phải biết. Tuy nhiên là có đến 95% mù tịt về nguồn gốc sâu xa của nó. Sài Gòn, nguồn gốc cho cái tên của thành phố hoa lệ bậc nhất đất nước. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về thời điểm mà cái tên Sài Gòn bắt đầu được sử dụng. Nhiều người gọi Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác. Thế nhưng cái tên này thì dễ hiểu khỏi phải bàn rồi. Chỉ có cái tên Sài Gòn là mãi cho đến nay vẫn khiến nhiều người không khỏi tò mò thắc mắc mà thôi. Theo tác giả Nguyễn Đình Đầu của tập sách Tạp ghi Việt Sử Địa, tập 3 của nhà xuất bản Trẻ, thì tên Sài Gòn xuất hiện từ rất là sớm, có lẽ ngay từ buổi đầu khi lưu dân Việt Nam tới khẩn hoang vùng đất này từ cuối thế kỷ thứ 16 hay đầu thế kỷ thứ 17. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu còn cho biết thêm, hiện mới chỉ nhận diện được hai chữ Án Nôm Sài Gòn mà Lê Quý Đôn đã ghi trong Phủ Biên Tạp Lục, viết vào năm 1776, kể lại biến cố như sau. Vào tháng 4 năm 1672, Nguyễn Dương Lâm chia quân làm hai đạo, nhân đánh úp lũy Gò Bích, chặt đứt bè nổi và xích sát, tiến thẳng vào thành Nam Vang. Nặc Đài chết, Nặc Thu ra hàng. Tháng 7 rút quân về lập Nặc Thu làm chính quốc vương đóng ở Cao Miên, Nặc Nộn làm thứ trưởng quốc vương đóng ở Sài Gòn, hàng năm triều cống. Dựa theo những ghi chép này thì hai chữ Hán Nôm Sài Gòn đã manh nha xuất hiện ít nhất là từ năm 1776. Và cho đến ngày nay, nó vẫn còn tồn tại với nhiều dị bản được sử dụng hơn trong cộng đồng quần chúng như là Xì Phố hay là Sài Thành. Thế nhưng nguồn gốc cái tên Sài Gòn ban đầu rốt cuộc xuất phát từ đâu? Xin mời các bạn hãy cùng Taka đón xem tiếp. Thị trấn giữa rừng. Nói về nguồn gốc của cái tên Sài Gòn, theo cuốn Đại Nam Quốc Âm Tự Vị của ông Huỳnh Tịnh Của, thì tên Sài Gòn có nghĩa là củi gòn, tức là củi và bông gòn. Nhà học giả Trương Vĩnh Ký cũng đã theo thuyết này và ông dựa theo bộ Gia Định Thông Chí của ông Trịnh Hoài Đức để chứng minh giả thuyết của mình là đúng. Theo đó thì trong tập Souvenir Historiques, ông Trương Vĩnh Ký lại kể rằng người Khmer xưa có trồng cây gòn xung quanh đồn cây mai và chính ông còn thấy vài gốc cổ thụ này tại vùng ấy vào năm 1885. Sau ông Trương Vĩnh Ký còn có ông Đốc Phủ Lê Văn Phát đi xa hơn trong thuyết kể trên. Theo ông Lê Văn Phát thì trước đây, vùng Sài Gòn Chợ Lớn hãy còn bị rừng bao phủ và tên Sài Gòn có lẽ phát xuất từ cái tên Khmer Prekor, tức là rừng gòn. Được biết Prekor chính là cái tên mà người Khmer dùng để gọi một địa phương có trọng tâm là chùa cây mai ở Phú Lâm ngày nay. Dịch nghĩa ra thì Prey theo tiếng Khmer nghĩa là rừng, còn Nokor là thị trấn. Như vậy Prey Nokor có nghĩa là một thị trấn ở trong rừng. Vùng này trước đây là đại bản doanh của một phó vương nước Chân Lạp cũ. Dần dần người dân đọc trại từ Bray thành Rai rồi thành Sai. Còn từ Nokor đọc lướt thành Kor và từ Kor thành ra từ Gòn. Kết quả là từ Bray Nokor cuối cùng đã biến thành Sài Gòn lúc nào không hay. Ở một diễn biến khác, ông Đốc Phủ Lê Văn Phát còn cho biết người Lào đã gọi vùng này là Cai Ngon. Mà Cai Ngon theo tiếng Thái, phát âm gần giống tiếng Lào cũng có nghĩa là rừng cây gòn. Nghe vô lý nhưng mà lại thuyết phục ra phết đấy, phải không nào các bạn? Dù vậy là xét cho cùng thì cách giải thích này cũng chỉ mang tính chất truyền miệng là chủ yếu. Chứ cho đến tận ngày nay vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào chứng minh sự tồn tại khu rừng cây bông gòn ở trong truyền thuyết cả. Sài Gòn, vùng đất ăn nên làm ra. Ngày nay thì chúng ta vẫn quen gọi Sài Gòn là thành phố hoa lệ. Dù nhiều người vẫn bảo rằng hoa là dành cho người giàu, còn lệ mới là cho người nghèo. Thế nhưng mà không thể phủ nhận, đất Sài Gòn đúng là một nơi thích hợp để lập thân lập nghiệp. Và tất nhiên cũng chẳng phải chỉ có người Việt mới nhận ra điều đó. Theo học giả nhà văn Vương Hồng Sền, khi mà người Hoa rời Cù Lao Phố, Biên Hòa vào năm 1773, đã tụ về vùng đất mới Chợ Lớn ngày nay. Họ nhận ra đây là nơi ăn nên làm ra nên rất cần được củng cố cho thật là bền vững. Và thế là họ gấp rút cho đắp thêm bờ kinh cao giáo và kiên cố hơn nữa. Và gọi cái vùng đất này là Tai Ngon hay là Tin Gan, mà theo Hán Việt là Đề Ngạn. Đề Ngạn phát âm theo giọng Quảng Đông, nghe ra thì là Thầy Ngon hay là Thì Ngon. Và đó chính là âm để gọi vùng đất Chợ Lớn thời ấy. Cũng theo thuyết này của cụ Vương, thì âm Sài Gòn là từ Thầy Ngon, Thì Ngon
phát âm chệch lâu ngày mà ra. Tuy nhiên là như đã nói ở trên, theo phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn đã viết, năm 1776 có dự kiện như sau. Năm 1674, thống suất Nguyễn Dương Lâm vâng lệnh chúa Nguyễn đánh Cào Miền và phá vỡ lũy Sài Gòn. Được biết đây cũng là lần đầu tiên hai từ Sài Gòn xuất hiện trong tài liệu Việt Nam. Điều này thì chứng tỏ một cái, từ Sài Gòn còn có trước cả thời điểm người Hoa đến khu chợ lớn làm ăn. Vậy nên xem ra cách lý giải trên của học giả Vương Hồng Sển cũng thực sự là chưa thuyết phục cho lắm. Cống phẩm của phía Tây. Trong lịch sử thì cái chuyện luận điểm này và cái bốp vào mặt luận điểm kia âu cũng là không có hiếm. Và công cuộc giải thích cho nguồn gốc cái tên Sài Gòn thì cũng không phải là ngoại lệ. Theo đó, học giả người Pháp Louis Perret đã bác bỏ thuyết của các học giả Việt Nam trước đó, cho rằng Sài Gòn có nghĩa là củi gòn. Cụ thể là ông đã xuôi theo chiều ý kiến của một người Pháp khác là Maurice Verdelet, rằng cái tên Sài Gòn có lẽ xuất phát từ Tây Ngòn, có nghĩa là cống phẩm của phía Tây. Tribut de l'Ouest. Nếu đọc theo Việt Nam thì Tây Ngòn chính là Tây Cống, chỉ khác là phát âm theo giọng Trung Hoa. Sở dĩ là ông Malaret theo thuyết này là vì ông đã dựa một dữ kiện lịch sử được chép lại là khi Campuchia bị phân ra cho hai vua thì cả hai vua này đều nạp cống phẩm cho chúa Nguyễn ở Prenokor, vốn là thủ đô của vua thứ nhì từ năm 1674, trong khi vua thứ nhất đóng đô Ao Đòn ở phía bắc của Nam Vang. Về lý giải này của học giả người Pháp, học giả Vương Hồng Sển, người đi theo luận điểm Sài Gòn, vùng đất ăn nên làm ra, thì lại cho rằng Tây Cống chỉ được người Hoa dùng về mãi sau này. Còn thời trước, vùng chợ lớn vẫn được gọi là Sài Gòn. Thậm chí là khi người Pháp chiếm các tỉnh Đông Nam Bộ đã gọi vùng Bến Nghé là Sài Gòn vì tên Bến Nghé quá khó đọc với họ. Thế nên mới nói nhiều thầy thối ma là có thật. Ở đây thì Taka không có ý xúc phạm ý kiến tranh luận của các học giả bên trên, chỉ là hơi đau đầu một chút khi ai cũng cho rằng nhận định của mình là chuẩn không hoàn chỉnh mà thôi. Thôi thì trong cái rủi vẫn có cái đen. Dầu rằng nguồn gốc tên gọi Sài Gòn vẫn còn nhiều tranh luận, thế nhưng chính cái việc không rõ thực hư như vậy lại càng khiến Sài Gòn hơn 300 năm qua ngày càng huyền bí, hấp dẫn, khơi gợi sự tò mò, muốn tìm hiểu trong mắt hậu thế. Vậy là thời lượng cho video hôm nay đã khép lại mất rồi. Bạn có đồng tình với cách lý giải nào nhất cho cái tên Sài Gòn? Hãy nhanh tay chia sẻ suy nghĩ của mình xuống bên dưới video này. Chỉ có điều dù cho gọi cái tên Sài Gòn có nguồn gốc ra sao đi chăng nữa, thì có một điều luôn không thay đổi. Đó chính là tính cách con người nơi đây bao đời nay thì vẫn như vậy. Vẫn dễ mến, năng động, nghĩa hiệp và hào sảng, đi trước đón đầu trong nhiều lĩnh vực. Có thể nói là Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên trở thành một thành phố cực kỳ năng động, hiện đại, xứng danh là hòn ngọc của Viễn Đông. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.